Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất. Theo đó, mục tiêu đến hết năm 2017, 100% cơ sở nuôi tôm tại địa bàn 4 tỉnh trọng điểm, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, ký cam kết không đưa tạp chất vào tôm trước khi tiêu thụ bên cạnh đó 100% cơ sở thu mua sơ chế chế biến tại địa bàn 4 tỉnh trọng điểm Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang ký cam kết không đưa tạp chất vào tôm, không mua tôm tạp chất Đến hết năm 2018, cơ bản chấm dứt tình trạng đưa tạp chất và tôm nguyên liệu tại các tỉnh trọng điểm và trên phạm vi cả nước. Một trong những nhiệm vụ và các giải pháp chính của đề án là tuyên truyền phổ biến pháp luật, ký cam kết phát hiện và tố giác tội phạm về hoạt động kiểm tra thường xuyên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về kiểm soát ngăn chặn tạp chất, kết hợp kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản xuất khẩu và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Chuối, cơm, rau, tỏi, ớt và một số trái cây khác. Cứ tưởng đây là các loại thực phẩm dành cho người. Nhưng không, với công nghệ chế biến xây trộn, ủ và lên men của Nhật Bản, cán bộ kỹ thuật của công ty trà Long Đỉnh